Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 33 trong giáo trình Read and Learn Kanji N2. Bài số 33 có chủ đề là Ningen Kanke San, học về các từ chỉ các mối quan hệ giữa người với người, phần số 3. Các bạn quan sát từ 513 đến 528. 513 là chữ ẩu trong từ ẩu đả. 514 là chữ tăng có nghĩa là ghét. 515 là chữ ngộ có nghĩa là hiểu nhầm trong từ ngộ nhận đấy. 516 là chữ tạ trong từ tạ tội có nghĩa là xin lỗi. 517 là chữ lệ trong từ khích lệ. 518 là chữ nhũng có nghĩa là đùa cợt. 519 là chữ ác nghĩa là cầm nắm. 520 là chữ bối trong từ tiền bối hậu bối. 521 là chữ thôi trong từ thôi miên. 522 là chữ canh trong từ canh tân đổi mới hoặc là canh khuya. 523 là chữ tự có nghĩa là giống nhau. 524 là chữ thổ trong từ thổ huyết có nghĩa là nôn. 525 là chữ thùy có nghĩa là ai đó. 526 là chữ bộc có nghĩa là tôi. 527 là chữ triệu trong từ triệu tập. Và 528 là chữ siêu trong từ siêu nhân, siêu việt. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng chữ này nhé. Chúng ta có chữ đầu tiên là chữ ẩu. Chữ ẩu ghép bởi phần bên trái là bộ gì? Phần bên trái là bộ khu. Phần bên phải là bộ thù, là một loại binh khí. Vậy có thể nhớ theo cách là ở khu này, đúng nhỉ? Ở khu này hay sử dụng vũ khí khi ẩu đả. Âm kun là nagu, ví dụ trong từ nagu nghĩa là đánh hoặc là đấm. Âm ôn đọc là ô, ví dụ trong từ odasuru là ẩu với đả ghép với nhau, đúng đọc là ẩu đả luôn và cũng na na giống đúng không? Osatsuru là ẩu sát nghĩa là đánh nhau đến chết. Về kanji tương tự chúng ta có cái chữ này đúng không nhỉ? Chữ này là chữ mà ghép bởi bộ gì đây nhỉ? Ghép bởi bộ khu và cái bộ khuyết ở bên tay phải thì được chữ Âu. Âu này trong từ gì nhỉ? Trong từ Âu Châu có nghĩa là châu Âu đấy. Đây, ví dụ Âu Châu là gì các bạn? Ô siêu đúng không? Đấy, Ô siêu là châu Âu nhá. Hay Âu Mỹ là OB đúng nhỉ? Âu Mễ này. Đấy, tiếp theo chúng ta có chữ tăng. Chữ tăng ghép bởi phần bên trái là bộ gì? Phần bên trái là bộ tâm, có nghĩa là trái tim. Những cái chữ có cái bộ này thường liên quan đến tình cảm, cảm xúc. Phần bên phải là giống bộ hộp quà đúng không? Thực ra nó là bộ tầng trong từ tầng tổ, tầng tôn ấy. Đấy. À, chữ có chữ này gì nhỉ? Chữ này có âm cưn là ni cư. Thông thường những cái chữ mà gì nhỉ? Những cái chữ mà có cái phần bộ kiện này giống nhau thì các bạn không nên nhớ câu chuyện mà các bạn nên nhớ theo cái kanji tương tự nhá. Âm cưn là ni cư, ví dụ trong từ ni cư mà là oán hoặc là ghét này. Nikui là tính từ đuôi y nghĩa là đáng ghét. Nikudashi là đáng ghét, đáng ghê tởm. Nikushimi là sự ghét, sự căm hờn. Âm ôn đọc là zo, ví dụ từ aizo là ái tăng nghĩa là yêu và ghét. Zo-o là tăng ố, là sự căm thù. Về kanji tương tự chúng ta có một số chữ Hán như sau. Chữ này có chung phần bộ gì nhỉ? Có chung phần bên phải nhưng phần bên trái không phải là bộ tâm mà là bộ thổ. Chữ này là chữ tăng. Đọc là gì nhỉ? Đọc là ma sự. Ma sự này. Gì nữa? Phuêru đúng không? Ma sự nó có tính chất như vừa là tự động từ vừa là tha động từ. Phuêru là tự động từ, tha động từ là fuyasu. Fuyasu. Còn ghép âm nó đọc là gì các bạn? Đọc là zo đúng không? Ví dụ trong từ zoka này. Zoka suru đúng nhỉ? Joker. Đấy, đấy là chữ tăng nhá. Chữ này chúng ta học ở trong phần N2 rồi, mấy bài hôm trước. Tiếp theo, nếu mà chúng ta thay bộ này bằng bộ thay bộ tâm hoặc là thay bộ thổ của cái chữ tăng này bằng bộ nhân đứng thì được chữ tăng, nghĩa là nhà sư hoặc là tăng lữ đúng không? Đấy. Và gì nhỉ? Và thay bằng bộ gì nhỉ? Thay bằng bộ bối thì được chữ tặng, có nghĩa là quà tặng, ví dụ như động từ tặng là okuru ấy. Đấy, okuru. Cái chữ nào mà nó không quan trọng lắm thì mình sẽ không cho thêm cái phần thông tin này. Chẳng như chữ tăng này, chúng ta gần như chả bao giờ chúng ta gặp cái từ vựng đi kèm nó mấy luôn. Chữ tăng thì biết là nhà sư nhá. Tiếp theo, các bạn có chữ ngộ. Chữ ngộ này, chữ ngộ ghép bởi phần bên trái là bộ ngôn. Đây là bộ ngôn. Và phần bên phải là chữ ngô. Ngô này trong từ nước ngô ấy. Đấy, nước ngô thời Xuân Thu ấy đúng không?
Thì chúng ta có thể nhớ theo cách đấy là cứ nói chuyện với Ngô là lại bị ngộ nhận. Thì Ngô đây là mình coi như là một cái tên người nhá. Cứ khi nào mình nói chuyện với đứa tên là Ngô này thì mình lại bị nó ngộ nhận là mình thích nó chẳng hạn. Âm cơn của chữ này đọc là ayama trong từ ayamaru, nghĩa là nhầm lẫn hoặc là sai. Âm ôn đọc là go, ví dụ trong từ gokai là ngộ giải, nghĩa là hiểu sai, hiểu lầm. Gomakas, đúng nhỉ? Gomakas là ngộ, ma và hóa, nghĩa là đánh trống lảng. Bình thường người ta viết dưới dạng hiragana thôi, ít khi người ta viết dưới dạng kanji nhá. Goshin là ngộ chẩn, nghĩa là chẩn đoán sai. Gosan là ngộ toán, là tính toán sai. Sego mondai là vấn đề đúng sai. Về thông tin bổ sung, chúng ta có hai từ vựng cùng đọc là ayamaru. Đầu tiên đấy là chính là chữ ngộ của chúng ta. Khi đọc là ayamaru mang nghĩa là nhầm hoặc là sai, dùng cả trong trường hợp tự động từ và tha động từ, và nó đồng nghĩa với lại là machigau khi là tự động từ và machigaeru khi là tha động từ. Ví dụ, unteo ayamaru là gì nhỉ? Vi phạm khi lái xe, đúng không? Tiếp theo chúng ta có chữ này. Chữ này là chữ tạ. Chúng ta sẽ học ở dưới đây. Chữ này đọc là ayamaru và mang nghĩa là xin lỗi, đồng ý. À, xin lỗi, xin mang nghĩa là đồng mang nghĩa là xin lỗi và đồng nghĩa với từ wabiru, đúng nhỉ? Các bạn được học cái từ owabi là lời xin lỗi đúng không? Và wabiru là động từ xin lỗi. Ví dụ trong từ hideo ayamaru là xin lỗi cho sự vô phép. Lưu ý cái sự khác nhau nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ tạ. Chữ tạ ghép ở phần bên trái là bộ gì nhỉ? Phần bên trái là bộ thổ. Phần bên phải là chữ gì đấy? Chữ xạ. Đây này, cái chữ ghép bởi bộ thân. Bộ thân, thân trong thân thể. Và đây là bộ thốn, là ghép vào ra chữ xạ. Xạ là trong từ phản xạ đấy, hoặc là phóng xạ. Chúng ta có thể chế chữ này nhớ theo cách là nói là một phản xạ khi tạ tội, đúng không? Cái việc chúng ta nói là một cái phản xạ tự nhiên khi mà chúng ta tạ tội. Khi chúng ta tạ tội, tạ lỗi với ai đó thì chúng ta sẽ thường phải nói, đúng không nhỉ? Như một cái phản xạ vậy. Âm cơn là ayama, ví dụ trong từ ayamaru là xin lỗi, tạ lỗi. Âm ôn đọc là sha, ví dụ trong từ kansha suru là cảm tạ, nghĩa là biết ơn, cảm ơn. Sha jai suru là tạ tội. Sha de tạ lễ là quà cảm tạ. Sha de kin là tạ lễ kim, là tiền tạ lễ, tiền hậu tạ. Sha ji là tạ từ. Về kanji tương tự các bạn có đây là chữ xạ. Chữ xạ chính là cái phần đây này. Đấy, chữ này có âm kunyomi đọc là sa. Sa ví dụ từ xa sự. Đây. Rất là nhiều từ đọc là xa sự đúng không? Đấy. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là ánh nắng chiếu nhá. Chiếu nghĩa là chiếu này. Ghép âm đọc là xạ, ví dụ từ phản xạ này, han xạ. Đấy. Han xạ. Hay là gì nhỉ? Hay là phóng xạ đúng không? Phóng xạ hô. Đây, các bạn thấy này, hô xạ nó ra chữ hô xạ sen, ví dụ hô xạ sen là tia phóng xạ đấy đúng không? Đấy. Tiếp theo các bạn có chữ lệ. Chữ lệ ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ Hán. Bộ này là bộ Hán này. Đây, bộ này là bộ Hán. Bộ dưới này là bộ vạn đúng không? Và bộ này là bộ lực, thì có thể nhớ theo cách là tôi luôn khích lệ. Đúng nhỉ? Tôi luôn khích lệ là bên sườn núi ấy, đây là bên sườn núi này, cày hàng vạn lần một cách tận lực nhé, đúng không? Tôi khích lệ mọi người làm của tôi là như vậy. Ở bên sườn núi ấy, thì hãy cày hàng vạn lần với tất cả sức lực nhé. Âm cơn nó đọc là hage, ví dụ trong từ hagemu nghĩa là cố gắng, phấn đấu. Hagemasu là động viên. Lưu ý đây không phải là động từ thể mas đâu các bạn nhé. Đây đây là động từ thể từ điển đấy. Đấy. Hagemasu chứ không phải là nếu mà nó dạng gì à? Nếu mà nó dạng thể mas nó sẽ là hagemashimasu, được chưa? Hagemashimasu. Âm ôn đọc là d, ví dụ trong từ gì nhỉ? Gekire-suru là khích lệ, động viên, cổ vũ. Shode-suru là tưởng lệ, nghĩa là khuyến khích, khích lệ. Shodekin, tưởng lệ kim là tiền thưởng. Về phần thông tin bổ sung, chúng ta có một số từ hoặc là cách nói đồng nghĩa với từ hagemu. Ví dụ, đây là những từ, thực ra còn rất là nhiều, thế nhưng đây là những từ các bạn đã từng học rồi hoặc là đã từng biết rồi trong trình độ từ N3, N2 đổ lại. Ví dụ đầu tiên là từ dodoku suru là nỗ lực này, gambaru cố gắng này, funto suru là phấn đấu này, đúng không? Isokemeni ni torikumu chuyên tâm nỗ lực này, Chikarao sosogu dốc sức. Đấy, đấy là những từ mà đồng nghĩa với từ hagemu, chúng ta lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ nhũng. Chữ nhũng ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ này là bộ
bộ gì, bộ mà bộ này là bộ bộ mịch đúng không nhỉ? Bộ mịch có nghĩa là che đấy, che đậy, dưới là bộ kỷ là cái bàn, thì nhớ theo cách là che đi cái bàn mà mình hay ngồi nói chuyện phiếm đúng không? Che đi cái bàn mình hay ngồi nói chuyện phiếm nhá. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn đọc là yo, ví dụ từ Jordan, nhũng đàm có nghĩa là chuyện đùa, chuyện phiếm. Yo chồ là nhũng trường, là dư thừa dài dòng. Về phần thông tin bổ sung, kanji tương tự ấy, chúng ta có cái chữ này, chữ nhũng này gần gần giống bộ uông đúng nhỉ? Bộ uông. Bộ uông có nghĩa là bộ thủ, mang nghĩa là kiễng chân. Đấy. Nó có cái gì nhỉ? Nó có cái cấu thành giống như bên này, các bạn xem quan sát nhé. Và một số chữ kanji có cái bộ uông này, ví dụ chữ trầm đúng không nhỉ? Đây đọc là gì nhỉ? Đây là shizumu. Shizumu nghĩa là chìm đấy. Chìm ví dụ như là fune ga shizumu là thuyền chìm. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là hi ga shizumu là mặt trời lặn. Hay là đọc là chin, trong từ chin moku có nghĩa là trầm mặc. Trầm mặc đúng không? Yên ắng, yên tĩnh. Tiếp theo đây là chữ tự. Chữ tự đúng nhỉ? Đấy, chúng ta biết trong từ gì đấy, trong từ shushoku, tựu chức. Có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là tìm việc này, làm việc. Hay đặc biệt trong từ thành tựu nó đọc là gì nhỉ? Đọc là dư, không có trường âm đúng không? Dô dư. Dô dư. Đây. Thành tựu nhá. Tiếp theo các bạn có chữ ác. Chữ ác này ghép bởi phần bên trái là bộ thủ là cái tay, phần bên phải là chữ gì nhỉ? Chữ ốc đúng không? Cửa hàng đấy. Thì chữ này đọc âm cương là ni nghi, ví dụ trong từ ni nghi đự là nắm nắm tay chẳng hạn, có nhiều nghĩa lắm, tùy chúng ta xét nhé. Ni nghi ri shimeru là ác thích, nghĩa là nắm chặt. Ô ni nghi ri là cơm nắm. Âm ôn yomi đọc là a, ví dụ từ akushu. Akushu là bắt tay đúng không? Các bạn không nhầm với từ hakushu là vỗ tay nhé. Đây là akushu là bắt tay. Ha akushu là bả ác, nghĩa là hiểu, lĩnh hội. Về thông tin bổ sung này, chúng ta sẽ có một số ví dụ về cách sử dụng của động từ ni nghi đự. Nghĩa đầu tiên nghĩa là nắm đúng không? Nắm, cầm chặt lấy một cái gì đó, ví dụ do puo shikari ni nite là gì nhỉ? Hãy nắm chặt cái dây thừng. Nghĩa số 2 là cầm. Hô chố tadashiku nigiranai to abunai là nếu mà không cầm dao đúng không nhỉ? Hô chô là con dao, dao phay, dao làm bếp ấy. Nếu mà không cầm dao đúng ấy, thì sẽ nguy hiểm. Nghĩa số 3 là nắm được, ví dụ Keisatsu wa jiken no kagi o nigita yoda. Có vẻ như là cảnh sát đã nắm được chìa khóa của vụ án. Nghĩa số 4 là nắm được, bắt thóp được, đúng nhỉ? Hito no himitsu o nigite odokas, nắm được điểm yếu của người khác và đe dọa họ, đúng không? Tiếp theo chúng ta có chữ bối. Chữ bối ghép bởi phần trên là bộ phi. Bộ phi, phần dưới là bộ xa là cái xe. Thì có thể nhớ theo cách là tiền bối lái xe phi pháp nên phải vào tù đúng không? Toàn bộ là chữ bối nhá. Toàn bộ chữ là chữ bối đúng không nhỉ? Đấy. Tiền bối này, lái xe ở dưới này, phi pháp ở trên này cho nên phải vào tù. Âm cương chữ này không có. Âm ôn đọc là hai, ví dụ cô hai là hậu bối, là người đi sau đàn em. Senpai là tiên bối, là người đi trước đàn anh. Tại sao lại là hai mà đây lại là pai? Bởi vì đằng trước là âm ưng thì h nó sẽ bị biến thành p, đa số là như thế nhá. Senpai là tiên bối, là người đi trước đàn anh này. Jaku hai, cái này bị sai, không phải là pai nhá. Jaku hai xóa đi. Jaku hai là nhược bối, nghĩa là người học việc, người tập sự, người mới vào. Waga hai là ngộ bối, là tôi, watashi là cách nói cổ ngày xưa thời Edo là dùng nhiều, chứ bây giờ ít người ta dùng cái này đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta có phần thông tin bổ sung ấy, chúng ta có chữ senpai, có hai cách dùng chính như sau. Cách đầu tiên ấy, đấy là người mà hơn mình về tuổi tác đúng nhỉ, địa vị này, kinh nghiệm, học vấn hay năng lực nào đó. Đấy là cái đầu tiên nhá, là hơn mình. Thứ hai là người vào trước tại chỗ làm hoặc là trường học. Thì tương tự là từ kohai nó cũng như vậy, nhưng mà nghĩa là ngược lại đúng không? Là người kém về tuổi tác, địa vị, kinh nghiệm, học vấn hoặc năng lực, và người vào sau.